Đây là cám D2, xin giới thiệu đến các bạn. Bị nghiêng, bị nghiêng, nghiêng, nghiêng lại. Ở đây, quay, quay ngược lại. Quay qua, quay qua, quay qua. Đây là cám D2 chuyên cung cấp để phục vụ là nuôi dê vỗ béo và cả là cừu vỗ béo nha bạn. Đây là một bao cám D2 bao 25kg, giới thiệu đến tất cả các bạn trên kênh YouTube. Các bạn nào có nhu cầu mua cám, các bạn liên hệ qua Tiến Đạt nha bạn. Bên mình chuyên cung cấp dê cừu trên toàn quốc, đồng thời là mình sẽ cung cấp thêm cám cho các khách hàng. Các bạn nào mà có nhu cầu mua cám liên hệ trực tiếp bên Tiến Đạt để cung cấp những cái bao cám 25kg này nha bạn.